Chào tất cả anh em, mình là Tạp Độ. Hôm nay mình về Bắc Giang, độ cái bô SC Project cho con Z1000. Nhưng không phải cái bô này đâu anh em nhé. Anh em nhìn cái cổ trước này. Chiếc cổ làm này. Chắc cái bô này thì mình nghĩ là làm rất lâu rồi. Nhìn cái cổ này là ống này là ống 32 em ạ. Một phần cổ lớn làm cái ống này thì hơi nó không thoát ra nổi mất vì ống nó quá bé. Bình thường mình làm ít nhất là phải 51 anh em ạ. To phải gấp đôi ống này cơ. Bây giờ anh mình đến là độ hai cây bô mới hai bên và làm bầu hơi và làm đoạn cổ lối slip on titan chia hai bên. Con này đang là một bên anh em nhé. Hôm nay đến phẫu thuật để cho em nó về đúng cái chất của em nó. Chào tất cả anh em, mình là Tài Độ. Hôm nay mình về Bắc Giang, độ cái bô SC Project Carbon đầu lưới cộng cổ bầu hơi titanium
chia hai bên cho con Z1000. Con này thì trước kia chủ nhân mua lại thì nó là một cổ một bên anh em nhé. Và bên mình phải chia đôi ra bằng titan eum. Em biết chia đôi bằng inox đó, tôi đố là khó rồi, chia đôi bằng titan eum thì còn khó hơn rất nhiều. Đây anh em nhìn trong bụng này. Đấy. Tất cả bằng titan eum hết anh em nhé. Đây cổ màu vân sâu đây anh em nhìn. Đây. Anh em nhìn chia hai bên cân như zin luôn, hai chiếc SC đầu lưới cân như zin. Anh em nhìn thấy cân đều không? Đây, bên này. Đó. Chia bên rất đều nhau. Chia thì ngại nhất là khâu là xích anh em này. Không làm cẩn thận là sẽ chạm xích, hoặc là chân trống này gạt lên thì nó sẽ chạm vào cái cổ bô để căn chỉnh rất chuẩn luôn mới làm được anh em nhé. Anh em nhìn. À, bây giờ em nghe thử tiếng bô nhé. Đây đây anh ạ. Nghe cái tiếng trống này. Cái trống này. Em ra sao mày nhỉ? Cái con này của em là phải đi rửa động cơ đi em ạ. Động cơ của em nó quá bẩn rồi. Em chạy cho anh một vòng được không? Chạy cho anh một vòng không? Con này phải nói là cái động cơ của nó lổ phát đen xì luôn, sợ thật. Có đen nghi hút. Đết chắc là có hơi sâu cho khoảng, con này mình nhìn nó khoảng 211 đến 213 khoảng đấy, 211 213 thì nó tương đối là sâu rồi. Lòng qua qua thì mình nghĩ chắc chắn là sẽ không được bằng Honda được. Và cái khâu bảo dưỡng thì nó cũng rất quan trọng. Xe nào cũng không bền nếu anh em không biết bảo trì bảo dưỡng định kỳ. Đường nó là đường nàng anh em nhá, nên là cũng cái tét căng rồi đâu. Em ga cho anh một chút nữa, em nổ máy ga về mo nữa.